cố tinh bảo, bổ thận cố tinh, sinh lực phái mạnh. Này, anh nói chú nghe nhé. Thời đại bây giờ, nhìn mặt mà làm việc, có khuôn mặt soái ca như anh mới tốt. Đóng cửa lòng rồi nói chuyện. Mà anh nói thật đấy, hôm qua nhá, anh đi chơi gái giá 4 lít. Nhưng bởi vì anh quá đẹp trai nên nó giảm xuống còn 2 lít đấy. Mà nhá, tận tình, phục vụ hơi tận tình luôn. Ôi, muốn thấy ai? Ừ. Anh đẹp trai chưa này? Giảm giá anh tí nha. Nhìn anh thì cũng đẹp trai, sáng sủa đấy. Thôi, 400 thì em giảm giá cho một nửa, còn 200 nhá. Tại vì của anh có nửa phút như này ấy, em lấy 400 ngựa tay ấy.